Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 7. Thì trong video trước chúng ta đã hoàn thành xong lý thuyết của bài 27. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Các em quan sát bài 7.23. Thực hiện các phép nhân sau. Ở đây thì để thực hiện các phép nhân đơn thức với đa thức thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Nhân như nhân phân phối các em. A nhân cho B cộng C thì sẽ bằng gì? Các em lấy cái đơn thức này. Đây, các em nhân vào bên trong. Vậy thì mình sẽ có được đó là A nhân B. Tiếp tục, các em lấy cái tiếp theo là đơn thức này. Cũng đơn thức này ta nhân cho cái tiếp theo, hạng tử bên trong, đó là A nhân C. Đó, thầy sẽ áp dụng cái quy tắc này để thầy thực hiện câu A. Thầy ghi là đề bài 6x mũ 2 nhân cho 2x mũ 3 trừ 3x mũ 2 cộng cho 5x và trừ cho 4. Tương tự thì thầy cũng nhân y chang như thế. Thầy lấy cái đầu tiên, thầy nhân với cái đầu tiên, tức là 6x mũ 2 nhân cho 2x mũ 3. Tiếp tục, chỗ này dấu trừ nè, thì các em cứ để chỗ này là dấu trừ, được không? Trừ 6x mũ 2 nhân cho 3x mũ 2. Đấy. Còn nếu như mà khó quá thì các em cứ chỗ này là các em để dấu cộng. Rồi chỗ này là nhân cho 3x mũ 2, các em mở ngoặc đóng ngoặc. Như vậy cũng được. Tiếp tục cộng luôn ha. 6x mũ 2 nhân cho 5x. Rồi tiếp tục cộng 6x mũ 2 nhân cho âm 4. Đây các em xem lại ha. Với bài đầu tiên thì bao giờ thầy cũng giảng kỹ hết. 6x mũ 2 này nhân cho 2x mũ 3. Đây. Cộng 6x mũ 2 nhân cho âm 3x mũ 2. Đây. Cộng 6x mũ 2 nhân cho 5x. Tiếp tục cộng 6x mũ 2 nhân cho âm 4. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ lấy số nhân với số thôi. Ở phần biến các em nhân với phần biến. 6 nhân cho, đây nè, mình lấy số này, nhân với số này. 6 nhân 2 sẽ là 12. X mũ 2 nhân cho x mũ 3 thì ở đây là mình sẽ cộng số mũ, đó là gì? 2 cộng 3 sẽ là 5, thì đây sẽ là x mũ 5. Tiếp tục, hệ số là 6 nhân cho hệ số là âm 3, thế 6 nhân âm 3 là âm 18. X mũ 2 nhân x mũ 2 sẽ là x mũ 4. Tiếp tục, 6 nhân 5 sẽ là 30, tức là cộng cho 30. X mũ 2 nhân cho x mũ 1 sẽ là x mũ 3. Cộng 6 nhân cho âm 4 sẽ là gì? À, chỗ này mình ghi âm 24 luôn ha. Âm 24, x mũ 2 thầy ghi lại. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong câu A. Tương tự như vậy mình làm cho câu B thôi. Câu B, thầy ghi lại đề bài. Âm 1,2 x mũ 2 nhân cho 2,5 x mũ 4 trừ cho 2 x mũ 3 cộng cho x mũ 2 trừ cho 1,5. Đây mình áp dụng y chang, các em cứ lấy cái bên ngoài các em nhân cho cái đầu tiên, lấy cái bên ngoài nhân cho cái thứ hai, rồi lấy bên ngoài nhân cái thứ ba, vân vân. Đó, tương tự thầy lấy cái bên ngoài này nhân cho cái đầu tiên. Như vậy thầy sẽ có được âm 1,2 x mũ 2 thì nhân cho cái đầu tiên đó là 2,5 x mũ 4 cộng, tiếp tục lấy cái bên ngoài nhân cho cái thứ hai đó là âm 1,2 x mũ 2 nhân cho âm 2 x mũ 3. Tiếp tục cộng, lấy cái đầu tiên là âm 1,2 x mũ 3 x mũ 2 ha, nhân cho x mũ 2 cộng, lấy cái đầu tiên âm 1,2 x mũ 2 nhân cho âm 1,5 rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ lấy phần hệ số, chúng ta nhân với hệ số thôi. Đây, hệ số của mình là âm 1,2 nhân cho hệ số là 2,5. Âm 1,2
nhân cho 2,5, kết quả sẽ ra bao nhiêu? Các em cứ bấm máy tính thôi ha, sẽ ra đó là âm 3. X mũ 2 nhân cho x mũ 4 cộng số mẫu lại sẽ là x mũ 6. Tiếp tục, 1,2 nhân cho âm 2 thì kết quả sẽ ra cộng cho 2,4. Thầy ghi sát sát lại ha, thầy ghi ra giữa để các em dễ nhìn. Chỗ này là âm 3 x mũ 6 này. Rồi, chỗ này sẽ là cộng cho 2,4 x mũ 5. Đúng không? Mũ 2 này cộng cho mũ 3 sẽ là mũ 5. Cái phần biến đó các em cứ là nhớ là lấy mũ cộng mũ là ok rồi. Tiếp tục, âm 1,2, chỗ này là 1. Như vậy thì rõ ràng sẽ là gì? Âm 1,2 nhân 1 là âm 1,2. X mũ 2 và x mũ 2 sẽ là x mũ 4. Tương tự, âm 1,2 nhân cho 1,5, kết quả sẽ ra đó là 1,8. Và x mũ 2 thầy ghi lại. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta đã hoàn thành xong bài 723. Thì với bài 723 thì các em nhớ là mình áp dụng là cái đầu tiên nhân với từng cái trong này. Được ha? Rồi mình lấy máy tính, mình bấm hệ số, nhân hệ số và giữ nguyên phần biến thôi. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với bài 724. Rồi, các em quan sát bài 724. Rút gọn các biểu thức sau. Như vậy để rút gọn được biểu thức này thì chúng ta cũng phải nhân gì? Đơn thức với đa thức. Nhân đơn thức với đa thức. Nhân đơn thức với đa thức. Sau đó mình tìm những cái phần nào mà nó có số mẫu giống nhau, chúng ta sẽ nhóm lại với nhau. Đó, thầy thực hiện ha. Dạ. Câu A, thầy ghi lại đề bài. 4x mũ 2 nhân cho 5x mũ 2 cộng cho 3 trừ cho 6x. 3x mũ 3 trừ cho 2x cộng 1 trừ cho 5x mũ 3 2x trừ 1. Rồi, ở đây thì thầy sẽ lấy nhân vào. Và đây thì ở câu A là thầy nhân rồi, còn bây giờ là thầy nghĩ là mình tính nhẩm luôn đi các em, cho nó nhanh, được không nào? Ok, mình nhân nó từng bước mà sau này cái biểu thức của mình nó dài, mình nhân nó sẽ lớn lắm, nó sẽ nhiều lắm. Rồi, 4 x 5 là 20 này. Các em để ý ha, chỗ này thầy thực hiện chậm thôi. Lấy số nhân số, 4 x 5 là 20. X mũ 2 nhân x mũ 2 sẽ là x mũ 4. Rồi, tương tự. Tiếp tục ta lấy đây, nhân vào đây. Các em cứ nhìn theo cái mũi tên của thầy ha. Để các em nhân cho dễ. Rồi, 4 nhân cho 3 sẽ là 12. Tức là cộng 12. X mũ 2 thầy ghi lại. Tiếp tục. Chỗ này là âm 6. Các em nhớ lấy luôn cái dấu trừ phía trước nha. Âm 6 nhân cho 3 sẽ là âm 18. X mũ 1 nhân x mũ 3 sẽ là x mũ 4. Tiếp tục. Lấy âm 6 nhân cho âm 2 thì kết quả sẽ là gì? Cộng cho 12. Được không các em? Các em cứ lấy chỗ này là âm 6 này, nhân cho âm 2 thì kết quả sẽ là cộng 12. X mũ 1 nhân x mũ 1 sẽ là x mũ 2. Tiếp tục. Đến đây, nhân vào đây thì chúng ta sẽ có được âm 6 nhân cho 1 sẽ là âm 6 x, thầy ghi lại. Tiếp tục, mình cũng nhân y chang vậy. Âm 5 nhân cho 2 sẽ là âm 10. Các em cứ lấy số, bấm với số. Phần biến chúng ta sẽ tính với phần biến. X mũ 3 nhân cho x mũ 1 sẽ là x mũ 4. Âm 5 nhân cho âm 1 sẽ là gì? Cộng 5 x mũ 3, thầy ghi lại. Đó. Đấy, thì khi mà mình tính nhẩm được như thế này rồi á, thì sau này cái bài toán của mình nó sẽ nhanh hơn và nó gọn gàng hơn rất là nhiều các em. Ha. Bây giờ chúng ta sẽ gì? Thu gọn lại. Bây giờ mình có ở đây là x mũ 4 này. Đây. X mũ 4 này. X mũ 4 này. X mũ 4 này. Đấy. Và mình nhớ mình lấy luôn cái phần hệ số của nó phía trước. Đấy, hệ số của nó phía trước. Hệ số của nó phía trước. Rồi, bây giờ chúng ta nhóm lại. Mở mặt. 20x mũ 4 nhóm với lại âm 18x mũ 4. Các em nhìn thấy không nào? Âm 18x mũ 4. Đấy, rồi chỗ này là gì? Âm 10x mũ 4. Rồi,
Thế rồi, chúng ta đóng mặt lại. Đồng thời là thầy xóa mấy cái này đi để chúng ta theo dõi tiếp. Tiếp tục mũ 2 của mình. Mũ 2 của mình có đây. Mũ 2 của mình ở đây. Còn nữa không? Hết rồi. Như vậy thì chúng ta nhóm lại. Cộng cho gì? 12 x mũ 2. Tiếp tục chỗ này cũng là 12 x mũ 2. Được không các em? Các em cứ tìm cái giống nhau các em nhóm lại trước cho thầy. Rồi. Sau đó cái nào không giống? Không giống sẽ là gì? Trừ 6x. Và cộng cho 5x mũ 3. Ok. Nếu như mà các em sửa sót á, thì các em đếm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 với 2 là 5, 5 với 2 là 7. Dấu thì chắc chắn là chúng ta phải lấy đúng rồi. Em quan sát dấu kỹ càng nha thầy. Rồi, chỗ này là 20 trừ cho 18 là 2. 2 mà trừ cho 10 sẽ là trừ 8 x mũ 4. 12 cộng cho 12 sẽ là 24 x mũ 2. Trừ cho 6x ghi lại và cộng cho 5x mũ 3. Đấy. Ngoài bước này là mình ghi lại để mình sắp xếp lại. Còn mà bạn nào mà gì? Chúng ta muốn sắp xếp trước thì mình có thể là giao hoán ở những cái mũ 3 này phía trước. Mũ 4 này, cái đến mũ 3, rồi mũ 2, mũ 1. Còn không là các em cứ tìm cái giống nhau, các em nhóm trước đi. Thật ra ở đây đề bài yêu cầu là chúng ta rút gọn thôi mà. Đúng không? Nên là bước tới đây là được rồi. Còn ví dụ như bạn nào mà chúng ta muốn mà sắp xếp theo cái thứ tự mà giảm dần cho nó quen mắt thì mình cứ sắp xếp thôi. Đó là cộng cho 5x mũ 3. Rồi gì nữa? Cộng cho 24x mũ 2 và trừ cho 6x. Đấy, thế nhiều bạn là thấy cái bước mà gì? À, thấy sắp xếp như thế này, cái bước kéo sao nè, sắp xếp thế này. Còn ở bên trên này như thế này thì các bạn bảo là thầy làm sai, làm không đúng. Thì không phải là như thế. Tại vì đề bài ở đây là yêu cầu là rút gọn các biểu thức sau thôi. Người ta không yêu cầu sắp xếp. Nên cái bước dấu sao này chẳng qua là thầy nói thêm thôi. Được ha? Còn các em làm tới đây là ok rồi. Đây, mình làm tới đây là được. Nhiều bạn lớp 7 rồi mà cứ thấy là làm khác một tí xíu. Gọi là mình học tính chất giao hoán rồi nhưng mà khác một tí xíu. Các bạn bảo là không đúng với lại cô em làm đến trường hoặc là thầy em làm đến trường. Thì không phải là như thế. Mình lưu ý ha. Ok. Đó, tiếp tục chúng ta đến với câu B. Câu B thầy ghi là đề bài 3 phần 2x. Tiếp tục x mũ 2 trừ cho 2 phần 3x cộng 2. Tiếp tục trừ cho 5 phần 3x mũ 2. Mở ngoặc x cộng 6 phần 5. Rồi, mình cũng làm tương tự như thế. Ở đây mình cũng nhân vào. Đây, thầy lấy cái đầu tiên thì nhân vào đây. Thế thì 3 phần 2 nhân cho 1 sẽ là 3 phần 2. X mũ 1 nhân x mũ 2 sẽ là x mũ 3. Tiếp tục nhân vào đây. 3 phần 2 mà nhân cho âm 2 phần 3 thì rõ ràng đó là nhân 2 phân số nghịch đảo. Và kết quả sẽ bằng âm 1. X nhân cho x sẽ là x mũ 2. Tiếp tục 3 phần 2 nhân cho 2 thì nó sẽ bằng cộng 3 và x. Rồi, bạn nào mà chúng ta tính nhầm không được thì mình cứ bấm máy tính ha. Tiếp tục như thế, mình cũng lấy gì? Âm 5 phần 3 x mũ 2 nhân cho x sẽ là âm 5 phần 3 x mũ 3. Tiếp tục âm 5 phần 3 nhân cho 6 phần 5 x thì kết quả sẽ là bao nhiêu? Âm 2 x mũ 2. Được ha? Rồi, bây giờ chúng ta tìm những cái đơn thức đồng dạng, những đơn thức mà giống nhau, số mũ giống nhau mình nhóm lại. Đó là mũ 3 này, chúng ta nhóm mũ 3 này. Đấy. Vậy thì chỗ này sẽ là gì? 3 phần 2 x mũ 3 trừ cho 5 phần 3 x mũ 3. Đúng không ạ? Rồi, tiếp tục
mũ 2, nhóm vào mũ 2. Cộng, mở ngoặc, âm 1 x mũ 2 trừ cho 2 x mũ 2. Gì nữa nào? Còn lại, cộng cho 7. À, tương tự, mình sợ thiếu mình cũng đếm lại. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Đầy đủ rồi các em. Nhiều em là nhóm là mình bị thừa hoặc là bị thiếu hàng tử nha. Đây là các em cũng cố gắng kiểm tra lại. Thế 3 phần 2 x mũ 3 trừ cho 5 phần 3 x mũ 3 thì kết quả sẽ là bao nhiêu đâu? 3 mà trừ cho 5 thì đó là gì? À, chỗ này mình quy đồng lên chứ, đúng không? Còn không thì mình bấm máy tính nhanh đi. Bấm máy tính nhanh nó sẽ ra cho mình đó là âm 1 phần phần 6. Ok ha. X mũ 3. Tiếp tục chỗ này sẽ là âm 3 x mũ 2. Âm 1 với âm 2 sẽ là âm 3 x mũ 2. Và cộng cho 7. Đó, ok. Như vậy thì chúng ta đã xong bài 724. Và với bài 724 này thì nhắc lại những cái lưu ý. Đó là thứ nhất, đó là mình nhân, mình để ý dấu. Thường là ngay chỗ này đây, ngay ở chỗ bài này, nhiều em học sinh là không lấy cái âm 6 mà các em chỉ lấy 6 thôi. Nên là dẫn tới cái việc là nhân với âm 2 thì các em sẽ ra cái kết quả chỗ này không phải là dương 12 mà là âm 12. Nên là học sinh mình hay sai chỗ đó các em. Nên là mình nhớ là gì? Lấy cái dấu đứng đằng trước nó luôn, mình nhân vào luôn. Đó là âm 6x nhân cho âm 2x, kết quả sẽ là dương 12 bình. À, tiếp tục chúng ta đến với bài 725. Rồi, các em quan sát bài 725. Thực hiện các phép nhân sau. Ở đây chúng ta sẽ có được đa thức nhân với đa thức. Rồi, các em quan sát cách làm ha. Câu A. Thầy ghi lại đề bài x mũ 2 trừ x nhân cho 2x bình trừ cho x và trừ cho 10. Thế thì ở đây mình sẽ lấy cái đầu tiên này nè các em. Đầu tiên là x mũ 2. Các em nhân cho nguyên cả cụm đa thức phía sau, nguyên cả các đa thức phía sau này. Đó là 2x mũ 2 trừ cho x và trừ cho 10. Tiếp tục mình lấy cái phía sau, đó là trừ x. Các em cùng nhân cho cái đa thức phía sau y chang như vậy, đó là 2x mũ 2 trừ cho x và trừ cho 10. Tới đây thì bài toán của mình nó tách ra làm gì? Đơn thức nhân với lại đa thức. Đơn thức nhân với đa thức thì mình cũng nhân y chang như khi nãy. Đó là gì? Đây, mình sẽ là x mũ 2 nhân cho 2x mũ 2. Mình nhân vào thôi, mình cứ lấy ở đây mình nhân vào đây này. Lấy đây nhân vào đây. Rồi lấy đây nhân vào đây. Đấy. Đó, như vậy thì x mũ 2 mình nhân cho 2x mũ 2 thì sẽ ra là 2x mũ 4. X mũ 2 nhân cho trừ x sẽ là gì? Trừ cho x mũ 3. X mũ 2 nhân cho trừ 10 sẽ là trừ 10 x mũ 2. Tương tự như vậy, bên này cũng y chang. Nhưng bên này các em nhớ là gì? Phía trước của nó là trừ x nha, tức là trừ 1x. Trừ 1x mà nhân cho 2x mũ 2 sẽ là gì? Trừ cho 2x mũ 3. Trừ 1x mà nhân cho trừ x sẽ là cộng cho 1x bình. Trừ 1x nhân cho trừ 10 sẽ là cộng cho 10x. Đấy. Và sau này thì cái bước này các em có thể bỏ qua. Bạn nào mà làm nhanh rồi thì bước này chúng ta có thể bỏ. Các em chỉ cần lấy gì? Đây, mình cứ lấy cái đầu tiên, mình nhân với cái đầu tiên. Lấy cái đầu tiên, nhân cái thứ hai. Lấy cái đầu tiên, nhân cái thứ ba. Tương tự như vậy, lấy cái đầu tiên, nhân cái thứ nhất. Cái đầu tiên nhân cái thứ hai, cái này nhân cho cái thứ ba. Được ha. Rồi, tới đây rồi thì mình xem thì mình gì? Thu gọn lại thôi. 2x mũ 4 thầy ghi lại. Cộng, mình có mũ 3 giống này, mình nhóm lại. Trừ cho x mũ 3 và trừ cho 2x mũ 3. Tiếp tục, cộng cho âm 10 x mũ 2. Cộng cho x mũ 2 và cộng cho 10x. 2x mũ 4 thầy ghi lại ha, chỗ này nãy thầy ghi nhầm ha, x mũ 4. 2x mũ 4 thầy ghi lại. Trừ x mũ 3 và trừ 2x mũ 3 thầy nhóm lại. Trừ 10x mũ 2 cộng x mũ 2 nhóm lại và cộng cho 10x. Mình tính 1 2 3 4 5 6. Ở đây tương tự mình có 6 cái. Đó, ok. 2x mũ 4 thầy ghi lại. Chỗ này trừ 1 với trừ 2 sẽ là trừ 3 x mũ 3. Trừ 10 và cộng cho 1 sẽ là trừ 9 x mũ 2 và cộng cho 10x.
Như vậy thì coi như chúng ta đã làm xong câu A. Rồi câu B chúng ta cũng làm tương tự. Không phẩy hai x mũ 2 trừ cho 3x nhân cho 5 x mũ 2 trừ cho 7x và cộng cho 3. Rồi. Ở đây thì để cho đơn giản là các em sẽ lấy cái 5 này này, các em nhân vào trong luôn đi. Mình lấy 5 mình nhân vào bên trong này luôn để trở thành đa thức nhân với đa thức. 0,2x thầy ghi lại, mũ 2 thầy ghi lại, trừ cho 3x thầy ghi lại. Chỗ này thầy lấy 5 nhân cho x mũ 2 sẽ là 5x mũ 2. 5 nhân cho âm 7 sẽ là gì? Âm 35. X 5 nhân 3 sẽ là cộng cho 15. Đấy. Thì bài toán của chúng ta nó là trở về câu A của mình. Được không các em? Mình lấy 5 mình nhân vào đây là 5x mũ 2. Lấy 5 nhân cho âm 7 sẽ là âm 35x. 5 nhân cho 3 sẽ là 15. Rồi. Bây giờ các em cứ lấy cái đầu tiên ha, mình cứ tính nhẩm đi các em. Đấy, mình làm dần 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 là mình bỏ bước dần đi, xem sau này làm nhiều quá. Mình lấy cái đầu tiên này, mình nhân với cái đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta nhân cái này thôi. Đây ha, 0,2 nhân cho 5. Này là bằng 1 rồi. Và bằng 1. Đấy. Các em ghi vào chỗ này cho thầy. Đó là gì? 1 x mũ 2 nhân cho x mũ 2. Đây, nhìn trỏ chuột ha thì sẽ ra x mũ 4. Được không nào? Tương tự như vậy, 0,2 x mũ 2 nhân cho âm 35 x. Đây. 0,2 nhân cho 3 âm 35. Kết quả sẽ là âm 7. Và chỗ này sẽ là âm 7. X mũ 2 và x sẽ là x mũ 3. Tương tự 0,2 nhân cho 15 thì kết quả sẽ bằng 3 thôi. 0,2 nhân cho 15 kết quả sẽ bằng 3. Và chỗ này sẽ là cộng cho 3x mũ mũ 2. Được không các em? Mình nhớ là mình ghi phần biến lại nha. Nhiều em làm ta vẫn quên phần biến ha. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta lấy cái màu tiếp theo. Đây, chúng ta lấy cái thẻ tô tiếp theo. Mình cũng nhân cho từng cái y chang như vậy. Âm 3 nhân 5 sẽ là gì? Âm 15. X mũ 3. Âm 3 nhân cho âm 35 thì kết quả sẽ là bao nhiêu? Dương 105. X mũ 2. Đúng chưa? X nhân cho x sẽ là x mũ 2. Rồi âm 3 nhân cho 15 thì sẽ là âm 45x. Tới đây, cái nào giống nhau chúng ta nhóm lại. 1x mũ 4 thầy ghi lại. Cộng mở ngoặc. Âm 7x mũ 3 giống với lại gì? Âm 15x mũ 3. Nhóm lại. Cộng mở ngoặc 3x mũ 2 nhóm với 105x mũ 2 trừ cho 45x thầy ghi lại. Tiếp tục. 1x mũ 4 thầy ghi lại. Âm 7 và âm 15 sẽ là gì? Âm 22x mũ 3. Tiếp tục. 3 cộng cho 105 sẽ là cộng cho 108x mũ 2. Và cuối cùng là trừ 45x. Đó, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài 725. Thì ở đây là với cái việc mà lấy đa thức nhân với đa thức thì cái thầy hướng dẫn nhân ở đây rồi. Được ha. Cái câu B này nếu như mà em nào mà không tính nhanh được thì mình cứ lấy cái đầu tiên mình nhân cho nguyên cả đơn thức phía sau, đa thức phía sau. Rồi lấy cái tiếp theo nhân với cả đa thức phía sau rồi chúng ta tính nhẩm. Còn làm được thì chúng ta cứ tập làm quen dần dần như thế này. Vì sau này khi các em làm được như thế này nó sẽ gọn gàng rất là nhiều. Lưu ý ha. Đấy. Còn ngay ở chỗ này thì mình cứ xử lý lấy cái năm này mình nhân vào đây trước. Còn không thì lấy năm này nhân ngược ra đây trước cũng được. Nhưng mà thường là mình nhân xuôi nó dễ hơn nhân ngược. Ok ha. Rồi, tiếp tục chúng ta đến với bài 7.26. Rồi, tính đa thức nhân với lại đa thức. Và ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện câu A ha. Câu A, thầy ghi là đề bài. X mũ 2 trừ cho 2X
cộng 5 nhân cho x trừ 2. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái hàng tử thứ nhất, chúng ta nhân với đa thức này, tức là x mũ 2 nhân cho x trừ 2. Tiếp tục, hàng tử thứ hai đó là trừ 2x nhân cho x trừ 2. Và hàng tử thứ ba đó là cộng 5 nhân cho x trừ 2. Sau này khi các em đã làm quen rồi thì các em bỏ bớt cái bước này cũng được. Rồi, ở đây thì thầy tiến hành nhân ha. X mũ 2 nhân cho x thì sẽ ra x mũ 3. X mũ 2 nhân cho âm 2 thì sẽ ra âm 2 x mũ 2. Tiếp tục, âm 2x nhân cho x thì sẽ là âm 2 x mũ 2. Và chỗ này các em nhớ nha, mình là âm 2x. Và khi âm 2x mà chúng ta nhân với x thì sẽ ra là âm 2x mũ 2. Đấy, cho chỗ này mà các em lấy dương 2 nhân nó là sai nha. Đấy, lưu ý. Tiếp tục, âm 2x nhân âm 2 sẽ là dương 4x. 5 nhân x sẽ ra 5x. 5 nhân âm 2 sẽ ra âm 10. Rồi, bây giờ chúng ta xem những cái đơn nào mà giống nhau thì chúng ta sẽ nhóm lại với nhau để chúng ta rút gọn đi. X mũ 3 thầy ghi lại. Giống nhau thì mình có được cái này và cái này giống nhau, đúng không? Đều là mũ 2 hết. Như vậy thì chúng ta sẽ nhóm lại với nhau. Đó là cộng cho âm 2 x mũ 2 trừ cho 2 x mũ 2. Có những cái bài đầu tiên á, thì thầy sẽ làm từng bước từng bước. Sau này chúng ta có thể là bỏ đi một vài bước em, không cần thiết. Cộng 4x cộng cho 5x chúng ta nhóm lại, trừ cho 10 bằng x mũ 3 thầy ghi lại. Rồi, ở chỗ này mình có được gì? Trừ 2x mũ 2 với trừ 2x mũ 2 sẽ là trừ 4x mũ 2. 4 cộng 5 sẽ là 9x và trừ cho 10. Thế thì đây chính là kết quả của phép tính x mũ 2 trừ 2x cộng 5 nhân cho x trừ 2. Rồi, chúng ta xong câu A. Câu B. Từ đó hãy suy ra kết quả của phép nhân. Mình sẽ có được x mũ 2 trừ cho 2x cộng 5 nhân cho 2 trừ x và giải thích cách làm. Và ở đây mình có được nè, cái câu A này các em nhìn thấy này. Cái phần đầu tiên nó giống y hệt nhau, cũng là x mũ 2 trừ 2x cộng 5. Nhưng cái phần thứ hai là ở trên này là x trừ 2, còn ở dưới này sẽ là 2 trừ x. Nào, ở đây thì chúng ta sẽ có được cái đa thức 2 trừ x này này. Và x trừ 2 là hai đa thức đối nhau. Hay nói một cách khác đó là gì? 2 trừ x nó sẽ bằng trừ của x trừ 2. Đấy. Trừ này đưa vào đây là trở thành trừ x. Trừ với trừ trở thành cộng 2. Đây chính là 2 trừ x. Đấy. Hai đa thức này đối nhau nên là chúng ta chỉ việc đặt dấu trừ. Vậy thì ở đây mình sẽ biến đổi như sau nè. Các em để ý nè. Vì 2 trừ x nó bằng trừ của x trừ 2. Nên gì nào? Mình ghi lại cái đề nè. X bình, thầy xuống hàng đi ha, nên thầy ghi lại đề bài ở đây, đó là x bình trừ cho 2x cộng cho 5 nhân cho 2 trừ x nó sẽ bằng cái gì? Cầm đầu tiên thầy ghi lại đó là vẫn là x bình trừ cho 2x và cộng 5. Cái phía sau này các em là 2 trừ x. Thì thầy sẽ ghi cái gì? Đây, ghi cái dòng này. 2 trừ x thì nó sẽ bằng gì? Trừ của x trừ 2. Như vậy thì chỗ này sẽ nhân cho mở ngoặc trừ của x trừ 2. Đóng ngoặc. Rồi, tiếp tục. Bằng. Cái này thầy vẫn ghi lại x bình trừ cho 2x và cộng cho 5. Chỗ này, cái dấu trừ này thầy chuyển ra ngoài, thầy áp dụng cái này nè các em. Thầy có được A nhân cho trừ B thì nó cũng chính là gì? Trừ của A nhân nhân B. Đấy. Ví dụ như là 3 nhân cho trừ 2 thì nó cũng bằng trừ 2 nhân cho 3. Đúng không? Đấy, trừ 3 đi ha, trừ 3 nhân 2. Tức là cái dấu trừ mình đưa ra ngoài và đều bằng trừ 6. Đấy, chính vì vậy nên là cái dấu trừ chúng ta sẽ gì? Chuyển cái dấu trừ này sang phía trước, ra đầu tiên luôn.
chuyển dấu trừ ra đầu tiên. Đây ha. Đấy, cái dấu trừ thì ghi màu cam đó, các em thấy không? Dấu trừ. Đấy, thì ghi lớn lớn dấu trừ ra đầu tiên. Rồi, và thầy ghi lại đó là gì? Chỗ này vẫn là x trừ 2. Dấu trừ thầy ghi lại. Mở ngoặc. Cái cộng này thì chúng ta sẽ nhân, và mình đã nhân ở câu A rồi này. Đây, x bình trừ 2x cộng 5. X bình trừ 2x cộng 5 nhân cho x trừ 2, nhân x trừ 2. Và kết quả sẽ là gì? X mũ 3 trừ cho 4x bình cộng cho 9x trừ cho 10. Và có dấu trừ đằng trước nên khi chúng ta bỏ ngoặc thì sẽ thay đổi tất cả các dấu ở trong cái đa thức này. Như vậy sẽ là trừ x mũ 3 cộng cho 4x bình trừ cho 9x và cộng cho 10. Đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ có được gì? Cái câu B này á, khi mà nhân cho 2 trừ x chính là nhân cho đa thức đối của gì? X trừ 2. Mà khi nhân đa thức đối của x trừ 2 thì tất cả các dấu ở trong cái câu A này chúng ta sẽ đảo ngược hết lại. Là ok. À, được ha. Là cái này là nháp, thầy xóa đi. Rồi, như vậy thì thầy đã hoàn thành được bài 726. Tiếp tục chúng ta đến với bài 727. Rồi, các em quan sát bài 727. Giả sử ba kích thước của một hình hộp chữ nhật là x, x cộng 1 và x trừ 1 cm. Với x lớn hơn 1, tìm đa thức biểu thị thể tích đơn vị cm khối của hình hộp chữ nhật đó. Vậy thì chúng ta có cái công thức tính thể tích là V sẽ bằng gì các em? Dài này nhân cho rộng và nhân cho cao. Dài nhân rộng và nhân cao. Thì ở đây chúng ta có được hình hộp chữ nhật có độ dài kích thước có 3 kích thước rồi, tức là dài, rộng, cao tương ứng trong từng cái này. Thì mình lấy ba cái này mình nhân lại với nhau thì đó chính là cái đa thức biểu thị cái thể tích của hình hộp chữ nhật. Và thầy thực hiện luôn ha. Đa thức biểu thị thể tích của hình hộp chữ nhật là mình sẽ lấy ba cái độ dài đó mình nhân lại với nhau. X nhân cho x cộng 1 này và nhân cho x trừ 1. Lấy x nhân cho x cộng 1 nhân cho x trừ 1. Các em nhớ mở ngoặc đóng ngoặc. Rồi ở đây thì chúng ta cứ nhân lần lượt thôi. Mình sẽ lấy đơn thức mình nhân cho đa thức trước. Tức là gì? X nhân x này ra x mũ 2. X nhân 1 sẽ ra gì? 1x. Và được kết quả chúng ta mở ngoặc đóng ngoặc lại. Đây, mình nhân cái này trước nha các em. Rồi, cái cộng phía sau thầy ghi lại. X trừ 1. Tiếp tục tới đây thì chúng ta lấy đa thức nhân với đa thức. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có được gì? X bình này nhân cho x trừ 1 cộng cho 1x nhân cho x trừ 1. Đấy, mình lấy cái này, mình nhân cho x trừ 1. Lấy cái này, nhân cho x trừ 1. Tiếp tục chúng ta nhân vào. X bình nhân x sẽ là x mũ 3. X bình nhân trừ 1 sẽ là trừ 1x. Tiếp tục là trừ 1x bình ha. 1x nhân x sẽ là gì? Cộng cho 1x bình. 1x nhân trừ 1 sẽ là trừ 1x. Đó, chỗ này thì hai cái này này chúng ta rút gọn đi. Mình bỏ bớt cái bước mà nhóm hàng tử đồng dạng đi, giống nhau đi các em. Đấy, x mũ 3 thầy ghi lại. Trừ 1x bình và cộng 1x bình là bằng 0 rồi. Như vậy thì x mũ 3 trừ cho 1x. Thì đây chính là cái đa thức mà biểu thị cái thể tích của hình hộp chữ nhật. Và cái đơn vị của nó sẽ là gì? Cm khối. Được ha? Đấy, đây là cái đơn vị này, cm khối. Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài 727. Tiếp tục chúng ta đến với bài 728. Rồi, các em quan sát bài 728. Thực hiện phép nhân hai đa thức sau. Câu A. Mình có được đa thức thứ nhất này nhân cho đa thức thứ hai. Đấy, tức là mình thay cái từ và bởi phép nhân thôi.
5x mũ 3 trừ cho 2x mũ 2 cộng 4x trừ cho 4 nhân cho x mũ 3 cộng cho 3x bình và trừ cho 5. Rồi chúng ta tiến hành nhân. Mình cứ lấy cái đầu tiên, mình nhân cho nguyên cái ra thức phía sau. Đó là 5x mũ 3 nhân cho x mũ 3 cộng cho 3x bình trừ 5. Tiếp tục lấy cái thứ hai, đó là trừ 2x bình nhân cho x mũ 3 cộng 3x mũ 2 trừ 5. Lấy cái thứ ba, đó là 4x nhân cho x mũ 3 cộng cho 3x bình trừ 5. Và lấy cái thứ tư, đó là trừ 4 nhân cho x mũ 3 cộng cho 3x bình trừ 5. Này khá là dài các. Và mình nhân mình để ý dấu nha. Với những cái bài tập dài như thế này, mình thường sai dấu và sai đề. Này lưu ý ha. Rồi, tới đây thì mình nhân vào thôi. 5x mũ 3 nhân 5x mũ 3 sẽ là 5x mũ 6. 5x mũ 3 nhân cho 3x mũ 2 sẽ là cộng cho 15 x mũ 5. 5x mũ 3 nhân cho âm 5 sẽ là âm 25 x mũ 3. Tiếp tục, chỗ này mình để ý nha. Đây là dấu âm ha. Mình lấy luôn cái dấu âm này nè. Đấy, thật tổ màu cho các em thấy. Âm 2 x mũ 2 nhân cho x mũ 3 sẽ là âm 2 x mũ 5. Tiếp tục nhân vào, âm 2 x mũ 2 nhân cho 3 x mũ 2 sẽ là âm 6 x mũ 4. Âm 2 x mũ 2 nhân 5 sẽ là cộng cho 10 x mũ 2. Tiếp tục 4x nhân cho x mũ 3 sẽ là 4x mũ 4. 4x nhân cho 3x bình sẽ là 12x mũ 3. 4x nhân cho trừ 5 sẽ là trừ 20x. Tương tự âm 4, những cái nào âm là thầy tô màu cho các em thấy này. Đấy, âm 4 nhân x mũ 3 sẽ là âm 4x mũ 3. Âm 4 nhân cho 3 sẽ là âm 12x mũ 2. Âm 4 nhân âm 5 sẽ là cộng cho 20. Rồi tới đây thì ta xem những cái nào mà giống nhau, phần mẫu giống nhau, phần biến giống nhau thì ta nhóm lại với nhau. 5x mũ 6 thầy ghi lại cộng mở ngoặc. Mình có cái giống nhau này. Đây, 1, 2, còn nữa không? Hết rồi. Còn không thì mình nhìn thấy, tới đây mình nhìn thấy giống nhau mình có thể là gì? Mình có thể là không cần nhóm lại với nhau, mình có thể tính nhanh luôn cũng được. Ở đây chắc là thầy sẽ hướng dẫn tính nhanh luôn ha. Đây, thầy nhóm chỉ cho các em thấy là thầy tính nhanh luôn. À, mình lấy hệ số nè, đó là gì? 15 trừ cho 2 bằng 13. Đấy, 13 x mũ 5. Đấy. Chúng ta cứ tìm y chang như thế thôi. Tiếp tục, đến mũ 3 mình xem mà có cái nào không? Đây là mũ 3. Và đây, mũ 3. Đâu nữa? Đây, mũ 3. Đấy, mình phải tìm cho hết luôn nha các em. Rồi. Vậy thì âm 25 này, nhẩm được thì các em nhẩm, còn các em không nhẩm được thì các em cứ dùng máy tính thôi. Đây, thầy bấm máy tính cho các em thấy. Âm 25 cộng cho 12 trừ cho 4. Đây. Âm 25 này cộng cho 12 trừ cho 4 bằng âm 17. Như vậy mình ghi là âm 17 x mũ 3. Tiếp tục. Xong rồi thầy tắt đây cho các em thấy. Mũ 3 xong rồi mình đến mũ gì? Mũ 4. Đúng không? Mũ 4 này. Còn nữa không? Hết rồi. Và hai cái này thì âm 6 với lại 4 thì sẽ là âm 2 x mũ 4. Tiếp tục. X mũ 2. X mũ 2 đây. Nào nữa? Đây. Thì kết quả sẽ là bao nhiêu? Dương 10 và âm 12 sẽ là âm 2 x mũ mũ 2. Và cuối cùng mình còn cái x, đó là âm 20 x. Hơi dài ha. Và cộng cho 20.
Đấy. Nên là khi các em nhóm là các em phải kiểm tra lại trên những cái dài như thế này chúng ta dễ bị sai lắm các em. Lưu ý ha. Rồi như vậy mình kiểm tra lại này, ngay chỗ này là 5x mũ 6 này, kết quả này cộng cho 13x mũ 5. Rồi trừ cho 17x mũ 3, trừ cho 2x mũ 4. Trừ cho 2x mũ 2, trừ cho 20x và cộng cho 20. Đấy. Như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong câu A. Tiếp tục, câu B thì chúng ta cũng làm tương tự. Đấy, nên là cái bước nào mình bỏ được là mình nên bỏ bớt đi ha, cho nó gọn gàng. Rồi. Ở đây thì mình cũng có hai ra thức nhân với nhau. Từ và đó mình thay bằng phép nhân. 2,5 x mũ 4 cộng cho 0,5 x mũ 2 cộng cho 1 nhân cho 4x mũ 3 trừ 2x cộng 6. Rồi, bây giờ chúng ta cũng làm tương tự. Đó là gì? Âm 2,5 x mũ 4 chúng ta nhân với lại cái cụm đa thức phía sau. Đó là 4x mũ 3 trừ cho 2x cộng 6. Tiếp tục cộng cho 0,5x mũ 2 nhân cho đa thức phía sau 4x mũ 3 trừ cho 2x cộng 6 cộng cho 1 nhân đa thức phía sau 4x mũ 3 trừ 2x và cộng 6. Đây ha, các em cứ lấy lần lượt này, lấy cái đầu tiên này nhân cho nguyên cả đa thức phía sau, lấy cái thứ hai nhân cho nguyên cả đa thức phía sau, lấy cái thứ ba nhân cho nguyên cả đa thức phía sau, được ha. Rồi bây giờ chúng ta nhân vào. Mình lấy cái đầu tiên nhân với cái đầu tiên. Âm 2,5 mà nhân cho 4. Đây. Âm 2,5 nhân 4. Kết quả sẽ là âm 10. X mũ 4 nhân x mũ 3 sẽ là x mũ 7. Tiếp tục. Âm 2,5 mà nhân cho âm 2 thì kết quả sẽ là gì? Dương 5. X mũ 4 với x mũ 1 sẽ là x mũ 5. Tiếp tục, âm 2,5 x mũ 4 nhân cho 6 thì kết quả đây, nhân cho 6 âm 15 x mũ 4. Tiếp tục, 0,5 x mũ 2 nhân x mũ 3 thì sẽ ra bao nhiêu nào? 0,5 mà nhân cho 4 thì kết quả sẽ là 2 cộng cho 2 x mũ 2 với x mũ 3 sẽ là x mũ 5. Tiếp tục 0,5 mà nhân cho âm 2 thì nó sẽ ra gì? Dương âm 1. X mũ 2 x mũ 1 sẽ là x mũ 3. Tiếp tục 0,5 nhân cho 6 kết quả sẽ là 3 x mũ 2 cộng, chỗ này mình cũng nhân vào tương tự. Thì 1 thì thật ra thì mình ghi lại thôi các em, tại vì nhân với 1 thì coi như không nhân mà, đúng không? Đấy. Rồi, tương tự như vậy, cái nào giống nhau thì ta rút gọn còn không thôi. Âm 10 x mũ 7, ta ghi lại. 5 x mũ 5. Rồi, mình tìm cái giống nhau, mình nhìn ha. Đây, 2 x mũ 5 là 7 x mũ 5. Các em tự nhìn được không nào? Rồi, tiếp tục. Âm 15 x mũ 4. Có mũ 4 không? Không có, ghi lại. Âm 1 x mũ 3 và 4 x mũ 3 sẽ là cộng cho 3 x mũ 3. Tiếp tục 3 x mũ 2 không có, ghi lại. Trừ cho 2 x không có, ghi lại. Và cộng cho 6. Rồi ok, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài 7.28. Đây là trên này là câu A và đây là câu B. Thì thầy Nhân thầy cũng đã làm rất là chậm rồi, các em cố gắng mình quan sát ha. Và đừng để sai dấu và sai đề nha các em. Tiếp tục, chúng ta đến với bài cuối cùng, bài 729. Các em quan sát bài cuối cùng, 729. Người ta dùng chiếc cọc để rào một mảnh vườn hình chữ nhật, sao cho mỗi góc vườn đều có một chiếc cọc và hai chiếc cọc liên tiếp cắm cách nhau 0,1 mét. Biết rằng số cọc để dùng rào hết chiều dài của vườn nhiều hơn chiều dài nhiều hơn số cọc dùng để rào hết chiều rộng là 20 chiếc.
gọi số cọc để dùng rào hết chiều rộng là x. Như vậy thì chiều dài nó hơn cái chiều rộng là 29, tức là chiều dài sẽ là x cộng 20. Tính cách đa thức, tìm đa thức biểu thị cái diện tích của mảnh vuông đó. Rồi, các em quan sát ha. Cái này thì thầy vừa ghi vừa giảng thôi. Như vậy đề bài đã gọi số cọc dùng để rào hết chiều rộng là x. Thì thầy ghi lại cái này. Gọi số cọc dùng để rào hết chiều rộng là x. Thế thì chiều dài là gì? Chiều dài số cọc ha, thầy ghi chỗ này là số cọc dùng để rào hết chiều dài là gì các em? Đây mình thấy này, chiều dài của vườn hơn chiều rộng 29. Như vậy có phải là mình sẽ lấy chiều rộng này mình cộng cho 20, đúng chưa? Rồi, và do mỗi cái góc vườn đều có một chiếc cọc và hai chiếc cọc liên tiếp cách nhau 0,1 mét, nên ta sẽ có được như sau. Do mỗi góc vườn đều có một chiếc cọc và hai chiếc cọc hoặc là hai cọc liên tiếp cách nhau 0,1 mét, nên chúng ta có được chiều dài của mảnh vườn là mình sẽ lấy là 0,1 là khoảng cách giữa hai cọc nè. Mình nhân cho gì? Mình nhân cho chiều dài, tức là mình nhân cho cái số cọc mà để rào chiều dài, đó là x cộng 20. Và tại vì mỗi mảnh vườn, bốn góc của mảnh vườn các đều có một chiếc cọc, tức là mỗi góc của mảnh vườn này đều có một chiếc cọc rồi, nên là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ trừ đi cho 1. Đấy, thì đó chính là chiều dài của mảnh vườn. Và mình tính ra luôn, mình có được 0,1 nhân cho x, 20 trừ 1 sẽ là 19. Đấy. Và chúng ta nhân vào thì mình sẽ có được 0,1x. Và 0,1 nhân cho 19 sẽ là gì? Cộng cho 1,9. Đây chính là chiều dài của mảnh vườn. Tương tự, chúng ta có được gì? Chiều rộng của mảnh vườn là hai cọc cùng cách nhau là 0,1 mét, và chiều rộng của nó là gì? Đấy, số cọc để rào hết chiều rộng là x. Như vậy thì mình sẽ có được x trừ đi cho 1 và sẽ bằng gì? 0,1 x, và 0,1 nhân trừ 1 sẽ là trừ 0,1. Khi có được chiều dài rồi, có được chiều rộng rồi, thì chúng ta có được gì? Đa thức biểu thị diện tích của mảnh vườn đó, tức là lấy dài nhân rộng. Đa thức biểu thị diện tích mảnh vườn đó là chiều dài là 0,1 x cộng cho 1,9 và nhân cho chiều gì các em? Chiều rộng.
nhân cho chiều rộng sẽ là 0,1x trừ cho 0,1. Rồi chúng ta nhân vào thì tất đây mình sẽ có được đó là 0,1x nhân cho 0,1x trừ cho 0,1 cộng cho 1,9 nhân cho 0,1x trừ cho 0,1. Tiếp tục chúng ta nhân vào thì mình sẽ có được gì? 0,1x nhân 0,1 sẽ là gì? 0,01x bình. Tiếp tục 0,1 nhân cho âm 0,1 sẽ là gì? Âm 0,01x. Đúng chưa? Tiếp tục 1,9 nhân cho 0,1x sẽ là gì? 0,19x. Và 1,9 nhân cho âm 0,1 tức là âm 0,19. Là thầy bằng luôn ha. Đây hết các bạn thầy bằng luôn. Còn các em còn là các em cứ ghi xuống dưới. Chỗ này thầy ghi lại đó là gì? 0,01x bình. 0,01x mà chỗ này trừ 0,01x mà chỗ này là 0,19x thì sẽ là gì? Cộng cho 0,18x và chỗ này trừ cho 0,19. Như vậy thì đây chính là cái đa thức mà biểu thị cái diện tích của gì các em? Của mảnh vườn hình chữ nhật. Và mình có được, phải nói là đa thức này sẽ là 0,01x cộng cho x bình này cộng cho 0,18x và trừ cho 0,19. Ok ha. Rồi, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong bài tập cuối cùng, bài 7.29. Thì trong video hôm sau, chúng ta tiếp tục đến lý thuyết của bài 28, phép chia đa thức một biến. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.